Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết. Đây là bộ uông nhé, vị trí của nó nằm phía bên tay trái và dưới, biểu hiện liên quan đến yếu đuối. Ở đây thì mình sẽ sử dụng con dấu này, mình chấm vào đây, tạo ô này. Rồi các bạn xem này, mình sẽ phóng to màn hình ra nha. Đây, cho các bạn dễ nhìn này. Thế bộ uông này các bạn thấy được là gì? Nó sẽ có hình dáng gì? Đây nhá, ngang nhẹ lên trên này, một nét phẩy. Đây là nét sổ phẩy xuống hay là phẩy sổ xuống nhá, và một nét sổ cong móc này. Chúng ta sẽ viết nó như sau. Đầu tiên các bạn viết cho mình một nét ngang ngắn từ đây qua đây như thế này. Đấy, sau đó là các bạn viết cho mình một nét sổ phẩy xuống nhá. Đấy, đánh nhẹ xuống như này. Sau đó cho mình viết cho mình một nét sổ cong móc nhá. Đây, từ đoạn này cong như này và móc nhẹ lên trên như này là xong. Đấy, chúng ta tiến hành đo này. Đó, và các bạn thấy được là nó khớp rồi đấy. Tỷ lệ chênh lệch của nó không quá đáng kể, hầu như không có. Đấy, xong rồi các bạn viết cho mình. Ở đây thì cái điểm thấp nhất của nó sẽ là cái nét sổ phẩy này, đuôi của nó này, chứ nó không phải là cái nét sổ cong móc ở đâu. Xin nhắc lại một chút là cái nét sổ cong móc chúng ta sẽ viết như thế này. Sổ xuống nhá, cong lên trên như này nhá, và bật lực nhẹ lên trên như này. Các bạn phải cong sao giống như là hình của lưỡi câu ấy, cong nhẹ lên trên này nhá. Thì bây giờ mình sẽ viết một cái chữ Hán, nó có cái bộ uông này nhá. Mình thấy ta có khá là nhiều bạn sẽ biết nó là chữ gì nhá. Ví dụ như bên tay trái, mình đang viết cái vế bên tay trái này nhá. Đây là một cái chữ Hán rất là thông dụng. Sổ cong móc này, vươn dài sang tay phải này và đánh cho mình nét chấm vào đây. Các bạn thử đoán xem đây là chữ gì nhá.